Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phủ xá ngập úng, dân tình chạy lụt khi thủy điện Sơn La và Hòa Bình tiến hành xả lũ. Theo Kinh tế và Đô thị, 18 giờ chiều nay, 24 tháng 7, hồ chứa thủy điện Sơn La sẽ mở một cửa xả đáy. Trong khi đó, hồ chứa thủy điện Hòa Bình sẽ mở cửa xả đáy thứ tư vào 23 giờ cùng ngày. Số liệu quan trắc cho thấy, hồi 12 giờ ngày 24 tháng 7, mực nước lượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 199,34 m, lưu lượng đến hồ 5.564 m khối trên giây, lưu lượng xả 2.987 m khối trên giây. Trong khi đó, mực nước lượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,79 m, lưu lượng đến hồ 5.448 m khối trên giây, lưu lượng xả 6.978 m khối trên giây. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La và Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức vận hành điều tiết. Theo đó, đề nghị hai doanh nghiệp quản lý mở một cửa xả đáy hồ chứa thủy điện Sơn La vào hồi 18 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2024, đồng thời mở tiếp cửa xả đáy thứ tư hồ chứa thủy điện Hòa Bình vào hồi 23 giờ cùng ngày. Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, chiều ngày 24 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công văn gửi 13 tỉnh, thành phố nằm trên lưu vực sông Hồng, Thái Bình, trong đó có Hà Nội, đề nghị tập trung triển khai các giải pháp ứng phó. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ, đồng thời báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ. Cũng trong sáng ngày 24 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã có công điện khẩn gửi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý các công trình thủy lợi thông báo mở cửa xả đáy hồ thủy lợi Bản Mòng, thành phố Sơn La vào 9 giờ 30 sáng cùng ngày. Tính đến 8 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2024, mực nước hồ Bản Mòng đạt cao trình 663,8 m, lưu lượng về hồ khoảng 650 m khối trên giây. Các trạm đo mưa trên lưu vực tiếp tục ghi nhận có mưa to, mực nước hồ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Để đảm bảo an toàn cho công trình, vùng hạ du và thực hiện điều tiết hồ theo quy trình vận hành hồ chứa Bản Mòng, công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi dự kiến sẽ xả tràn tối đa 200 m khối trên giây. Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã lập tức thông báo rộng rãi cho nhân dân vùng hạ lưu được biết, chủ động phòng tránh thiên tai hoặc thiệt hại có thể xảy ra khi xả tràn, đồng thời có biện pháp nghiêm cấm mọi hoạt động trên vùng lòng hồ trong phạm vi cách tuyến công trình 1.000 m, tránh trường hợp khi xả tràn bị cuốn trôi qua đập tràn. Đề nghị các đơn vị liên quan ở hạ lưu hồ chứa Bản Mòng có phương án sẵn sàng ứng phó với các bất lợi khi xả lũ. Mưa lớn như trút nước trong đêm, Sơn La ngập sâu, nước chảy như sông. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và hoàn lưu sau bão, ngày 23 tháng 7 và rạng sáng 24 tháng 7 tại một số địa phương ở Sơn La, Lào Cai xảy ra mưa ngập và sạt lở đất. Sáng 24 tháng 7, trao đổi với phóng viên Dân Trí, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết, rạng sáng 24 tháng 7, mưa lớn đã gây ngập úng một số tuyến đường gây ùn tắc cục bộ, người dân không thể di chuyển. Khoảng 2 giờ cùng ngày, mưa lớn gây ngập úng các tuyến đường trong thành phố. Tới khoảng 6 giờ nước bắt đầu rút, tuy nhiên, tại đường Trường Chinh, nối đường Chu Văn Thịnh, nước vẫn ngập sâu khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ. Điểm sâu nhất khoảng từ 30 đến 40cm, các ô tô cỡ nhỏ không thể di chuyển. Sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã tới hiện trường, đặt biển cảnh báo, khơi thông cống rãnh để thoát nước, vị lãnh đạo nói. Trong đêm 23 tháng 7, tại khu vực thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, người dân cho biết khoảng 3 giờ đồng hồ, nước lũ trên suối Nậm Pàn cuồn cuộn đổ về, gây ngập nhiều ngôi nhà dọc hai bên suối. Chị Trịnh Thị Thanh Hương, người dân tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn cho biết, lúc 4 giờ sáng nước đã ngập ngang nhà, nhiều người chỉ kịp chạy thoát thân, bỏ lại tài sản chìm trong biển nước.
Tại thành phố Sơn La, nước dâng cao ở nhiều khu dân cư tuyến phố, nước lũ tràn vào nhà dân. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên Sơn La cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 2, nhiều khu vực ở Sơn La mưa lớn. Chiều 23 tháng 7, tại xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, lũ thượng nguồn đổ về ba con suối tràn vào trường trung học cơ sở Tạ Khoa, gây ngập hơn 1 mét, do học sinh đang nghỉ hè nên không có thiệt hại về người. Trường này cứ mưa lớn là ngập do nền móng trường thấp hơn dòng suối. Chúng tôi đã làm kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và phê duyệt dự án di chuyển trường sang một địa điểm khác, dự kiến cuối năm nay sẽ triển khai, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên thông tin. Tại Lào Cai, nhiều điểm trên quốc lộ 4D bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với lực lượng chức năng cấm đường, cảnh báo và hướng dẫn điều tiết cho phương tiện di chuyển trên tuyến đường tỉnh 155 để đảm bảo an toàn. Trong đêm 24 tháng 7, tại khu vực thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, người dân địa phương cho biết chỉ trong khoảng 3 giờ đồng hồ, nước lũ trên suối Nậm Pàng cuồn cuộn đổ về, gây ngập nhiều ngôi nhà dọc hai bên suối, ghi nhận từ Nông nghiệp Việt Nam. Dự báo Sơn La sẽ tiếp tục mưa lớn, lũ trên sông Nậm Pàng tại trạm Hát Lót, huyện Mai Sơn đã lên mức báo động khẩn cấp. Lúc 5 giờ ngày 24 tháng 7, vượt báo động 3, 178cm, thấp hơn lũ lịch sử tháng 8, 2018. 200cm. Dự báo trong khoảng 7 đến 10 giờ ngày 24 tháng 7 sẽ vượt báo động 3 khoảng 200cm. Theo thống kê mới nhất của cơ quan chức năng, tính đến 11 giờ ngày 24 tháng 7, mưa lũ tại Sơn La đã khiến 3 người chết, 5 người mất tích và 1 người bị thương. Trong đó huyện Mai Sơn có 3 người chết, đã xác nhận danh tính và 4 người mất tích đang tiếp tục xác minh thông tin. Tại huyện Thuận Châu có 1 người mất tích và huyện Mường La 1 người bị thương đang xác minh nhân thân. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công cho biết, tỉnh đã triển khai cấp bách các giải pháp ứng phó với mưa lũ trên diện rộng của toàn tỉnh, đó là tập trung chỉ huy theo phương châm 4 tại chỗ, ứng trực 24/24, tập trung tất cả các lực lượng công an, quân đội có mặt tại tất cả các điểm xung yếu như tại Mai Sơn, thành phố Thuận Châu. Những nơi có ngập lớn và có lượng mưa đang trên 150mm thì tỉnh đã tập trung lực lượng hỗ trợ. Một là đảm bảo an toàn cho người dân, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt là nghiêm cấm tuyệt đối không để người dân di chuyển trong khu vực có nước lũ lớn. Hiện lũ lớn lên nhanh đang tiếp tục gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị và đề phòng lũ lớn cuốn trôi tài sản, gia súc, sạt lở ta luy dương, các công trình thủy lợi, thủy điện. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa từ 120mm trở lên. Tại các trạm đo, ghi nhận lượng mưa 210,3mm, ở trạm khí tượng Sơn La, xã Chiền Đen 166,4mm, Chiền Cọ 153mm. Tại huyện Thuận Châu, các xã Chiền Ngàm 196,2mm, Bản Lầm 176,4mm, tại huyện Mai Sơn, xã Chiền Nơi 190,6mm, tại huyện Bắc Yên, ở điểm đo các xã Hua Nhàn 150mm, Mường Khoa 147,6mm, Bắc Yên. Huyện Vân Hổ tại km 46, 292,4mm, xã Tô Múa 282,4mm, các xã Mường Bang và Bắc Phong, huyện Phú Yên ghi nhận lần lượt là 124mm và 108mm, xã Nậm Ti, huyện Sông Mã có lượng mưa 175,4mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, thành phố Sơn La, Sông Mã, Sốt Cột, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các khu vực các huyện Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốt Cột, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu và thành phố Sơn La. Đặc biệt chú ý nguy cơ lũ quét sạt lở đất vẫn có thể xảy ra sau khi hết mưa. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, bố trí lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.